Hello các bạn, mình là Duy đây. Thì hôm nay là một ngày hơi đẹp trời xíu, mình đi mua điện thoại nha các bạn. Đó giờ thì mình để coi cái điện thoại hôm nay mình định mua, đó chính là iPhone. Trước giờ thì mình chưa bao giờ xài iPhone hết trơn á. Đây là cái Xiaomi Mi 6, mình xài gọi là 3 năm rồi các bạn. Tại là đang gắn lên trên xe để dẫn đường á. Mình chạy xe vô trong Sài Gòn này là hơi mé thôi chứ chưa phải là gọi là trung tâm nữa. Rồi, hiện tại là Khang đang quay giùm mình, quay vô đây nè. Điện thoại xuống bạn ơi. Không thấy. Điện thoại xuống bạn ơi. Ôi Sài Gòn thì là đông đúc. Đông hơn em nghĩ. Rồi, hiện tại là mình với Khang sẽ ghé ở bên 7S nha các bạn. Này không có quảng cáo gì đâu. Đâu có ai cho tiền quảng cáo đâu, này là tiền mình tích góp bao lâu để mình mua một con máy. Thật ra thì mình lúc đầu mình định mua mấy con máy kiểu tầm trung trung thôi, nhưng mà do là cái iPhone nó kiểu nó đáp ứng được nhiều cái á, với lại nó cũng có thể thay thế một cái máy quay phim nữa, chống rung nó tốt hơn nhiều. Máy này đắn đo quá trời luôn, giờ để coi đậu xe ở đâu nè. Lần đầu đi mua điện thoại hơi rung. Sao em kêu lép bù quá luôn. Để xíu đi. Đó giờ chưa bao giờ xài iOS. Chịu. Nên ngồi vậy. Em cảm thấy ngừng nhận. Hả? Em thấy ngừng. A little longer than a few minutes later. Mở hộp iPhone 12 Pro Max nha các bạn. Hiện tại là đang kiểm tra máy các bạn, kiểm tra xem là mình có bị xước hay là cái điện máy có bị không, và camera. Hello các bạn, thì nhớ đeo khẩu trang nha các bạn. Lý do tại sao mà mình đeo khẩu trang là tại vì hiện tại thì nó là căng thẳng, cho nên là các bạn đi đâu nhớ đeo khẩu trang. Thì hôm nay mình có một cái buổi đi lên Sài Gòn mua điện thoại. Như các bạn thấy á, là trước giờ mình xài cái Xiaomi Mi 6. Ở đó mình mua 8-9 triệu gì á, và xài hơn 3 năm trời. Thì nói chung là nó vẫn đáp ứng rất là tốt tới bây giờ luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình đang cần đổi một cái điện thoại, nó hỗ trợ mình quay phim các thứ. Thì sau này cái này nó sẽ hỗ trợ mình quay vlog các thứ ha. iPhone 12 Pro Max. Và bản mình mua là bản 256GB. Thì mình mua ở bên Cellphone. Và lần đầu đi mua iPhone các bạn, cũng như là lần đầu đụng vô iOS. Tại vì trước giờ mình toàn xài Android không à, chưa bao giờ đụng vô iOS luôn, chưa bao giờ xài thử hay xài ké này kia luôn. Đấy, thì phụ kiện cái thứ thôi. Đây, sạc, cáp sạc. Rồi đây là cái hộp ốp lưng chống sốc của UAG. Đây các bạn nhìn nè, nó cùi à. Thì hôm nay mình đi cùng với Khang. Và hiện tại thì mình có một cái công việc riêng nữa, cho nên là bây giờ mình thả Khang xuống. Khang đi theo, Khang hỗ trợ quay cho mình. Còn sắp tới thì tầm tháng 6, tháng 7 gì đó, mình với team tổ chức một cái buổi đi gọi là đi Đà Lạt hay đi Vũng Tàu gì đó. Thì sẽ kiếm một xe 7 chỗ, chở hết nguyên team. Thì cái này sẽ là cái để quay vlog cho các bạn xem. Còn cái GoPro đây. Bạn nào mà thắc mắc là lúc trước là mình dùng cái đồ đội, nhưng mà hiện tại cái này của mình nó có cái góc nó rất là tốt.
thì khi mà đội như vậy thì các bạn thấy cái camera nó chỉ xuống ngay đây, nó sẽ thấy được cái phần vô lăng, cái phần tắp lô này luôn. Còn lúc trước là mình đeo cái đồ dây đeo đầu này, nó hơi đeo vô thời gian nó hơi chóng mặt đó các bạn, tại nó siết vô cái phần đầu á, với lại là góc nó hơi cao. Còn cái nón này thì nó chỉ xuống đây. À, chiếc này cũng là xe thuê nha các bạn, Vios thuê thôi, mình làm gì có tiền đâu mua xe. Còn cái này là cái giá đỡ, tại vì do là xe này nó không có cái đầu Android sẵn, nó có đầu theo xe thôi, thì nó hơi thiếu chức năng, mình cần phải chỉ đường cái thứ á, mình không tìm thấy được cái dây của nó đâu hết trơn, cho nên là mình mới gắn thêm cái giá đỡ điện thoại đây, để đứa con iPhone 12 cho các bạn xem. To vãi, to dở mang luôn các bạn. Để cho các bạn xem thử cái kích thước của nó với con 16 của mình, gọi là hơn thằng xíu góc luôn. Ừ đó rồi. Ok, đây 12 Pro Max, còn đây là trải nghiệm lần đầu mình đi mua. Nói chung là thường thường mình đi mua này kia mình cũng hơi nhát, các bạn thấy bây giờ trong đó đông người quá, mình không có nói chuyện được, ngại. Mình với Khang ngại, không có nói chuyện được. Giờ bây giờ vô xe mới nói chuyện cho các bạn nghe ha. Rồi ok, vậy thì bây giờ mình sẽ thả Khang ở đây. Đây là chỗ khu Khang ở, khu Khang sống á các bạn, đi ngang coi chừng Khang nó chặn đầu xe, nó bắt lên hơi bị nguy hiểm. Bây giờ thì mình sẽ đi ra bên đường. Rồi ok, người ta nhờ mình lượn. Ok các bạn ha, bây giờ mình sẽ tạm dừng ở đây, rồi hẹn các bạn cái gì đi trên đường, mình chào các bạn xem tiếp ha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Thì sau cái đoạn đi mua điện thoại lúc nãy cũng như là đoạn nói chuyện trên xe, thì bây giờ mình đang đi ra hướng hầm Thủ Thiêm, thì mình có một số công việc. Đó, như các bạn thấy trước mặt các bạn đây là tòa Biteco ha. Cũng lần đầu mình đi vô nhẹ nhẹ của thành phố một xíu, thì gọi là hơi đông xe các thứ thôi, chứ còn đi thì vẫn ok bình thường. Đường này mình đi thì cũng lần đầu mình đi ngoài đây, cho nên mình cũng sợ mình bị phạm luật, phạm lỗi các thứ á. Thì mình đang mở Google Maps để Google Maps chỉ mình đây. Rồi cái lên đường ở đây tập lum hết trơn vậy. Rồi thì các bạn thấy cái góc này như thế nào? Đây là góc ở trên nón ha. Lúc nãy mình có cho các bạn xem á, thì cái góc này nó sẽ thấy được vô lăng, thấy được cái bảng đồng hồ tắp lô, cũng như là thấy được ở phía trước này. Hiện tại là mình đang kết nối với Bluetooth của xe. Xe này thì không có cái đầu Android, mình phải lấy cái điện thoại Android kết nối với cái Bluetooth này. Đó. Rồi, chuẩn bị tới vô hầm rồi các bạn ơi. Mình đi bên này đi cho chắc, chứ bên kia mình cũng không biết đi được hay không. Đường này nãy giờ mình dừng đèn đỏ hơi nhiều luôn á, mà mỗi cây đèn đỏ là 40 giây, có mấy cây cũng hơi gần 80-100 giây hơn, dừng hơi lâu. Này tòa Biteco đây, và các bạn thấy góc này sao, ok không? Nếu mà ok thì các bạn comment phía dưới cũng như là like video và share video giúp mình với nha. Thì sắp tới như lúc nãy mình có nói đề cập tới á, thì dự định của mình sẽ là thuê một chiếc xe 7 chỗ, rồi mình sẽ chở nguyên một team mình đi Đà Lạt hoặc là đi Vũng Tàu, chưa biết được nha các bạn. Không biết là cái tiếng của mình nói ra các bạn nghe có khác không, tại mình đang đeo khẩu trang, nãy đeo rồi quên rồi, nhưng mà ngồi trên xe đeo được cũng không sao. Mà với lại xe này cũng có mình nè. Khi nào mà nếu mà những xe như taxi các thứ này kia thì an toàn. Mà trong xe mình có để một cái lọ rửa tay nữa. An toàn là trên hết nha các bạn. Kìa Biteco kìa. Đã chưa. Rồi chuẩn bị vô hầm ha. Đây, có biển báo đây. Tối đa là 60 và tối thiểu là 30. Nhớ bật đèn. Bật đèn chiếu gần. Ở đây xe này nó có cái đèn sương mù á, cũng gọi là đèn được chiếu gần rồi, nhưng mà thôi mình cứ bật luôn đi. Rồi vô. Mình muốn là chất lượng của GoPro khi mà vô hầm này, setting của mình quay có được hay không nữa đây. Mở đèn chưa vậy? Rồi mà tắt. Vô hầm rồi cái bắt đầu nó bà chị Google báo liền, mà báo nhỏ xíu mà không nghe được cái gì hết trơn á.
Lần đầu đi hầm Thủ Thiêm mà ngồi ở vị trí bên trong một chiếc xe ô tô, cũng như là đi ở cái len ô tô. Bình thường hầm Thủ Thiêm mình cũng đi cũng nhiều nhiều rồi, mà toàn là đi xe máy không à. Đường đây hơi dằn ha, thấy cái xe nó cũng hơi lắc lắc, hơi đảo đảo nhiều. Số phận của mình thì vẫn kết nối ở là vẫn bị gắn kết với xe số sàn nha các bạn, nhưng mà đi từ cái chuyến hôm bữa thì chuyến này nó cải thiện hơn nhiều rồi. Mình cũng thấy mình thích đi số sàn, tuy là số tự động nó sướng thiệt. Để khi nào có cơ hội trải nghiệm số tự động rồi để xem coi là cái nào sướng hơn, mà mình có thể dám chắc là số tự động nó sẽ sướng hơn nhiều so với số sàn rồi. Các bạn mới nghe bà chị mình báo mất tín hiệu GPS không, chủ do không có sóng à. Rồi ra hầm rồi. Hiện tại là mình đang đeo khẩu trang á, cho nên là mình nhiều lúc mình phải nín thở, vì thở là nó hòa ra cái kính. Mình phải kéo cái khẩu trang nó cao lên tới trên cái kính luôn thì thở nó mới không có bị đóng hơi. Rồi vẫn để đèn nha các bạn. Đợi ra tuốt tuốt tới này đi rồi hãy tắt đèn. Tắt sớm mất công cũng vướng bận này kia. Mình thấy xe xi nhan cho nên mình sẽ xi nhan theo để qua cái lane bên này. Rồi. Đậu theo cái dãy này. À, hiện tại là đã ra khỏi hầm rồi. Tới đây thì tắt đèn được rồi. Xong. À, đây công tắc đèn nha các bạn, bạn nào chưa biết thì công tắc đèn nó đây, đây nè. Nó có này là đèn đề mi, đèn sương mù, phá sương các thứ. Còn này là đèn cốt. Còn đẩy xuống là đèn pha, nháy lên là nháy pha. À, hiện tại là ở Sài Gòn hơi nắng nha các bạn. 11 giờ 12, 36 độ. Mình đi từ dưới lên đây, đi lên quanh thì 129 km rồi. Đó thì cái vlog này mình nghĩ chắc là ngắn thôi, video này ngắn thôi. Chủ yếu là cái cảm giác mà các bạn đi có camera chiếu mình kìa. Đeo khẩu trang ngồi không có cười, không có lên hình được. Thì thực sự thì đó giờ mình cũng không có cần thiết về điện thoại lắm. Như các bạn thấy là mình hầu như là mình chỉ toàn là đụng máy tính, mình ngồi máy tính không à, chứ điện thoại mình có bao giờ mình xài đâu. Nhưng mà lần này thì một phần là do cái điện thoại cũ của mình á sẽ đưa ra cho em mình xài, em gái. Rồi mình mua cái mới thì nếu mình mua thì cũng mua tầm khoảng 10 triệu. Thì mình mới nghĩ là thôi bóp bụng thêm xíu nữa, bán bên thợ gọi là ráng thắt lại xíu nữa, lên con 12 luôn. 12 Pro hay là 12 thường thì nó hơi nhỏ và nó hơi hẻo hẻo xíu. Thôi lên 12 Pro Max luôn. Đó. Thì cái 12 Pro Max này bình thường thì mình cũng để đó thôi. Chỉ khi nào mà mình cần thiết mình sẽ quay vlog các thứ. Và nó thay thế cho một cái máy ảnh. Trước đây mình đã từng có ý định mua một cái máy ảnh để làm vlog rồi, để cho nó quay chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn các thứ. Nhưng mà cái máy ảnh thì nó hơi cộng cờ một xíu. Với lại tiền mua cái máy thôi mà mua lens các thứ nữa nó cũng hơi nhiều. Cho nên mình thấy là để mua 12 Pro Max rồi đi quay thì cũng ok hơn. Đây là điện thoại nè các bạn. Đó, rất là đẹp đúng không? Up UAG, up này 1 triệu. Chưa phải. Đồ để coi cường lực mình mua là 400.000, ốp lưng là 950, được tặng cái của UAG chính hãng, được tặng cái đồ chống nước á. Rồi mình mua cục sạc với lại dây sạc. Cái 12 Pro Max mình mua thời điểm này là có giá là 32 triệu nha các bạn. Mua ở Sephonet. Cái này mình không quảng cáo đâu, thiệt không ai trả tiền cho mình quảng cáo hết trơn á. Mình thấy là mình mua thôi. Tại trước đây mình cũng đã từng mua GoPro bên đó rồi á, thì cũng có tích điểm cái thứ. Nhưng mà mình thấy bên 7S cũng có khá là nhiều cái hay. Như cái điện thoại mình thì mình có mua một cái gói gọi là bảo hành VIP Pro siêu cấp gì đó. Thì hồi đầu cái anh bạn đó, anh
xe đó anh nói là 2.4 triệu, nhưng mà xong rồi cái ảnh giảm xuống còn 2.2 triệu cho mình. Thì cái gói đó sẽ là khi mà điện thoại của các bạn bị hư này kia, nói chung là ba đốm, ba điểm chết màn hình này kia, nói chung là lỗi về điện thoại á, sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm luôn. Còn những cái như là rơi vô nước này kia á, thì sẽ hỗ trợ sửa và tiền thay thế mình chỉ chịu 10% tiền sửa thôi. Rất là hay. Ví dụ như cái tiền sửa điện thoại của mình là 2 triệu đi, thì mình chỉ tốn 10% của 2 triệu thôi. Rồi trong vòng 1 năm đó mình xài, mà nếu mà mình không thích, mình có thể trả lại, mình lấy tiền lại được luôn. Ví dụ như là bây giờ điện thoại mình nó bị lỗi này kia thì mình đổi mới, nhưng mà mình không muốn xài nữa, mình trả lại thì mình sẽ lấy lại 90% giá trị điện thoại, 90% tiền. Cũng hay. Thì nó cũng không có đáng như mà điện thoại, thì đương nhiên là mấy cái đồ điện tử này nó cũng hay lỗi lắm các bạn. Lỗi này kia mình thấy nó cũng đáng, không có gì. Thời này hiện tại mình chưa setup nữa. Rất là đẹp. Ba camera to đùng luôn. Đèn xanh 29 giây nữa. Bên này đồ đạc linh tinh của mình thôi, là ví, tiền, nước, hay chia gel rửa tay nè. Rồi ok, thì coi như là lần đầu tiên mình mua một cái điện thoại giá trị nhất trong đời mình luôn á. Đó giờ chỉ có xe là giá trị nhất. À máy tính chứ, quên. Máy tính là đồ giá trị nhất. Từ mà máy tính thì nó là công việc rồi, cũng không có phải là kiểu đồ ăn chơi này kia. Máy tính xong rồi tới xe rồi tới điện thoại. Trước giờ mình toàn hay mua điện thoại cho online không à. Mấy cái Mi này nè, rồi nhà mình cũng xài Samsung, Xiaomi các thứ. Thì toàn là mua online không à. Lần đầu mình ra ngoài cửa hàng, hồi đầu định nói với Khang là quay các thứ, nhưng mà ra đó cái đông người quá, người ta nhìn quá trời luôn. Cái hai anh em ngại quá, cái rồi nó nói quay chút xíu vậy thôi à. Bóc siêu thì mình bóc tại chỗ nha, tại vì lúc nãy các bạn thấy mình bóc rồi kiểm tra các thứ để xem là nó có bị màn hình nó có bị này kia không, nó có xước không, khung viền có xước không, camera có bị bụi không. Nếu mà có thì sẽ đổi liền luôn, mà lúc đó thì đừng có mở nguồn ha. Có nghĩa là mình kiểm tra bề ngoài ba cái cần kiểm tra, xong rồi ok hết rồi thì mở nguồn lên đó. Thì các bạn sale đó nói mình vậy, mình làm theo vậy, chứ mình cũng không có bao giờ đi ra ngoài tiệm mình mua đồ mình biết. Đó, coi như là trải nghiệm của mình. Mình thì khi mà mình đi này kia mà chỗ đông người với lại mua này kia thì mình hơi ngại ngại, kiểu mình nói nhỏ nhỏ mình ít nói á, tính mình nó hơi hơi kiểu hơi nhát nhát kiểu kiểu vậy á. Còn bình thường mà quen quen thân thân rồi thì mình cũng này kia nhây nhây lại. Rồi ok ha, hiện tại thì bây giờ mình đi đây còn có gì nữa mà trên đường mình quay, mà tại cái vlog này nó cũng không phải là một cái vlog để quay xe, chỉ là test cái góc quay mới cho các bạn xem thôi. Hồi sáng nay mình dậy 4 giờ, mình định lấy xe lúc 4 giờ, mình hẹn hết rồi để cho các bạn xem mình muốn trải nghiệm nữa em giác đi ban đêm, sau đó thì mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Nhưng mà 4 giờ thì trời mưa, mưa tới 5 giờ 15 mới xong. Thì 5 giờ thì trời sáng mất tiêu rồi. Cho nên là hơi tiếc một xíu. Hẹn các bạn hôm nào đó thì mình sẽ nói cho các bạn về những cái mà sau khi vài chuyến đi của mình thì mình sẽ rút ra được một vài cái kinh nghiệm này kia. Đó thôi, ok. Hẹn các bạn ở một cái video sau nào đó mình đi cho các bạn xem ha. Bây giờ thì chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau. Đừng quên đăng ký kênh của mình cũng như là like video và share video giúp mình với nha. BMW Z4 kìa, đẹp vãi. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Trời này mà mở mưa lên là đi sướng phải biết, đen thui luôn. Rồi thôi, chào các bạn nha. Đèn đỏ tới 40 giây lận. Bye bye.